Còn lúc này là tóc của Camui xong rồi nè. Tên 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 tên. Xong rồi. Xem video các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên cái chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem này nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn hãy xem một quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thể tiền với cà rốt để ăn sáng nha. Và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay là một video về nhuộm tóc các bạn ạ. Camui lại nhuộm tóc tiếp. Nhưng hôm nay Camui không đi nhuộm tóc một mình các bạn ơi, mà Camui đi nhuộm tóc cùng với các thành viên trong Hero Team. Và có rất là nhiều người nhuộm cùng Camui nha. Và các bạn có muốn biết Camui nhuộm tóc cùng với ai không thì các bạn hãy xem hết video nha các bạn. Ok, và chúng ta bắt đầu thôi. Và khúc này á là Camui đi từ nhà Camui. Và các bạn cũng cần, nếu mà các bạn ý để ý á, thì Camui đang mặc một bộ đầu màu xanh. Đó, và cái khúc này thì Camui đã đến cái khách sạn. Khoan. Trước khi đó Camui phải khoe đã. Hero Team chuẩn bị đi quay MV mới cho gọi là Free Fire các bạn ạ. Nên là các bạn hãy hóng chờ nha. Hóng chờ vào ngày 4 tháng 4. Lần đấy thì Hero Team sẽ diễn trực tiếp trước, sau đó rồi mới diễn trên, mới có MV ra nha các bạn. Nên là ngày 4 tháng 4 ở kênh của Free Fire vào 17 giờ nha. Còn hút các bạn biết nguyên nhân tại sao mà Caron đòi gọi vịt không? Tại vì lúc đấy Caron đang mắc vệ sinh á mọi người, mà kiểu vịt là người kiểu giữ chùm á, nên là kiểu từ Camui Hero mọi người không biết, những người đến trước không biết là làm thế nào để tìm được vịt để có thể tiền lấy phòng rồi đi vệ sinh. Nhưng mà lúc đấy thì Camui đã bảo Caron vào khách sạn trước, và sau đó thì mọi người cũng vào luôn, thì ai ngờ đâu là không cần vịt mọi người à, chúng ta vẫn bốc được phòng. Và đây là phòng của Camui. Giới thiệu luôn thì là phòng của Camui cùng phòng với Sammy, còn Simmy thì sẽ cùng phòng với Timmy. Nói chung là hai người một phòng á mọi người. Và Camui vào đầu tiên luôn. Lúc nãy thì Camui quên mất không vào khách sạn, Camui không gõ cửa trước, và Camui mở rồi mới gõ. Nên là trời ơi, may mắn làm sao không có vấn đề gì. Tại vì mỗi lần chúng ta đi khách sạn á mọi người, trước khi chúng ta vào một cái phòng lạ nào đó thì chúng ta nên gõ cửa trước. Cái này cũng không phải là mê tín gì đâu, chỉ là có thờ có thiêng có kiêng có lành thôi. Nên là tốt nhất thì chúng ta cứ làm thôi mọi người ạ. Và ngoài ra còn đây là trời, tôi không tin được luôn á, còn có cả bồn tắm luôn á mọi người. Cái phòng mà bé xíu thôi mà lần đầu tiên Camui thấy một cái phòng bé xíu như thế này mà có bồn tắm luôn á mọi người. Và cái thói quen của Camui là chi mà khi mà Camui vào một cái phòng nào đó ấy, thì Camui sẽ thường thường xem là chợ, xem ngõ ngách là chợ, kiểu trong cái phòng này có những cái gì và trong cái tủ có những gì. Tại vì thường thường ở khách sạn hoặc là cái một nơi nào đó mình lạ thì sẽ có thể là có đồ của người khác hoặc là đồ gì đó, thì chúng ta để gọi là để chuẩn bị trước, cũng như là không có vấn đề khác gì khác xảy ra thì Camui có thói quen xem hết các đồ đạc ở trong này có đồ gì lạ không. Đó, nếu mà có đồ gì lạ thì chúng ta sẽ báo trước với bộ phận tiếp tân, còn không thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Còn đây là cái tủ này, ở trong tủ thì đây là phòng đôi mà các bạn, nên là sẽ có hai cái gì ta, cái này là khăn ngủ à, hay là cái khăn tắm, hay là bộ ngủ ta, gọi là bộ ngủ bộ đồ ngủ hai bộ, và có thêm cái túi này nữa. Cái này hay lắm nha, khi vào buổi sáng ấy, chúng ta chỉ cần để cái đồ bẩn của chúng ta ở trong cái túi mà để ở trên cái két này luôn đó mọi người, ở trên cái két ra ngoài cửa thì chúng ta sẽ được giặt luôn nha. Wow, thích thật sự. Và các mươi cái này thì các mươi gõ thử xem là nó chất liệu gì á mọi người. Tại vì cái này là trang trí theo kiểu Nhật á, mà các mươi nghĩ là kiểu Nhật này, cái đấy sẽ là giấy như không, đấy là thạch cao mọi người à. Đó, cái lúc này là các mươi cũng đi kiểm tra xem là trong cái những cái tủ này đấy có cái đồ gì lạ không á mọi người. Rồi ở phía đằng này thì như có cả máy lọc không khí nha, còn bên này là phòng trà nè, có thêm có hai cái ghế và tên. Đây là cái chỗ để ngồi mọi người à. Nhưng mà Camui vẫn thắc mắc một điều là tại sao cái ghế ngồi nó lại lệch ra như thế. Nhưng mà thôi không sao, chắc là không có vấn đề gì đâu nha. Ok, và đây là Camui nè. Camui đã vào trong phòng rồi. Nhưng khoan, có một vấn đề xảy ra. Trời ơi, không có gương, trời đất ơi. Trời ơi, ở đây chỉ có gương kiểu... Từ từ. Đấy, chỉ có gương nhìn được từng này thôi, chúng ta không thể nhìn được lên. Không có gương toàn thân, trời đất ơi, oh my god. Lúc này thì có gương rồi, nhưng mà Camui không còn ở cái khách sạn nữa, mà Camui đang ở tiệm làm tóc nè mọi người ơi. Và có ở đây có Camui, Caron và Siro, do mọi người đến trước nên là mọi người cũng đi ra tiệm làm tóc trước luôn. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn có để ý đến cái chị mà đang làm tóc màu ở đằng sau không? Cái lúc này là anh ấy đang xem tóc cho Caron này. Đó, và lúc này thì Siro, hello Siro,
À, Siro đang giữa hai với mọi người đó mọi người. Chiron cũng ấy vào cả cam luôn. À, cái tóc của chị nhân viên đó mọi người cũng có màu xanh lá kìa mọi người. Trời ơi, lúc mà Camui mới đến Camui thấy ui màu đẹp đấy ta. Nhưng mà tóc của Camui hiện tại đang là màu cam và nó là màu nóng. Để ra được cái màu xanh lá thì nó là hai tông khác nhau, nên là lúc đấy tóc của Camui sẽ còn không còn tốt hẳn nữa, nên là hơi buồn. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Cái khúc này thì Camui đố bạn nào làm được chân như Camui luôn. Camui đố bạn nào làm được chân như Camui luôn. Không phải ai cũng làm được chân kiểu đúng đẩy như Camui đâu nha. Và trời ơi, cái này thì đoạn này cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là Camui lấy cớ quay vlog lại á, để thật ra là Camui muốn quay tay của anh thợ làm tóc. Còn bên này là Sido này mọi người. Đó, lúc này là Sido đang được xem tóc như thế nào. Nhưng mà sau một hồi thì có vẻ như là Sido cũng sẽ nhận ra là Camui đang quay ấy, nên là Sido say hi với mọi người á, không có vấn đề gì đâu. Ok, và nếu bạn không để ý thì Sido đang mặc một cái áo có cái hình kiểu tiểu quỷ à, có hai cái Camui cũng chẳng biết là hai cái sừng và cái tóc cái gì ta ở cái mũ mọi người đó. Và đây là anh chủ tiệm thì phải, nếu Camui không nhầm thì anh này là anh hoặc là anh chủ tiệm hoặc là anh quản lý. Đây là tóc của Camui sau khi được bôi này mọi người đó. Cái bôi này là bôi thuốc nhuộm, tại vì Camui không tẩy nữa, bởi tại vì Camui sợ hỏng tóc lắm mọi người, nên là Camui không tẩy nữa mà Camui nhuộm thẳng vào tóc luôn, nên là màu tóc của Camui nó sẽ hơi đậm một chút, nhưng mà không sao mọi người ạ, vì tóc của Camui đã yếu lắm rồi. Đó, còn đằng sau thì Siro đang làm cái gì kia? Đang quay à? Đang quay hay chơi game ta? Chắc là chơi game đi. Đó, và khúc này thì là tóc của Camui đã được búi hai chùm lên để nhìn nói thế nào ta, không phải búi hai chùm lên mà kiểu cho nó gọn á, và kiểu cho màu nó tẹp vào cái tóc á mọi người. Mọi người nhìn này, hai cái chùm là như kiểu hai cái sừng kiểu ở trong cái MV gì ta, MV Đường Quyền Tình Yêu mà Hero Team đã quay á. Đó, có hai cái chùm đấy nhìn rất là cưng luôn á. Rồi ok, thì bên kia thì Siro cũng đang được trải. À, Siro thật sự luôn á các mọi người, được cái tiệm làm tóc này á, trời đất ơi, các anh nhân viên tỉ mỉ cực kỳ luôn đó mọi người. Các bạn thấy không, của Siro là anh ấy phát cho từng cộng mà mỗi lần mà anh ấy lấy, các bạn thấy không đó, anh ấy chỉ lấy một cộng xíu đấy thôi để phát luôn á. Ui Camui thật sự luôn, cái tiệm này thật sự là nếu mà có lần sau Camui đi nhuộm nữa thì Camui nhất định là Camui sẽ đến đây nhuộm tiếp nha. Tại vì thật sự luôn, nhân viên ở đây tỉ mỉ cực kỳ luôn. Và sau một hồi thì cuối cùng thì Sami cũng đến rồi mọi người ơi. Tại vì Camui ở Hà Nội mà. Đó, các bạn thấy bộ đồ không? Đó, bộ đồ giống nhau không mọi người? Đấy. Và hiện tại thì Sami đang chờ để có nhân viên á, tại vì đông quá mà. Còn bên này thì các bạn nhìn đây. Ai đang ngủ đằng kia kia? Cái này là Camui nhờ Sami quay hộ á, tại vì góc của Camui không có quay được. Và cái Siro đang kiểu gục xuống ngủ luôn đó mọi người. Còn khúc này là Camui tự quay nè. Đó, Camui sẽ phóng ra cho các bạn coi nha. Đấy. Cái lúc này là các bạn cũng biết đúng không, khi mà chúng ta ngủ gật ra thường thường là chúng ta sẽ gục xuống, xong rồi kiểu thỉnh thoảng chúng ta bị tỉnh á, xong rồi chúng ta ngửa lên một cái, xong rồi lúc là chúng ta ngủ lại lừ xuống. Đó, thấy không, các bạn thấy không, các bạn lúc lừ xuống xong lại gật lên. Trời ơi, các bạn cũng không biết đâu, tại vì nhuộm tóc á thì chúng ta sẽ phải ngồi rất là lâu luôn, chúng ta ngồi chờ thuốc nhuộm để bám vào tóc á. Đây là thật sự luôn các bạn à, nếu mà khuyên thật lòng thì các bạn, Camui khuyên các bạn đừng nhuộm tóc, đặc biệt hơn là nhuộm những màu tẩy như này. Thứ nhất là các bạn đã phải ngồi rất là lâu thôi. Thứ hai á là các bạn như thế nào ta, cái nhuộm tóc này á, các bạn sẽ nghĩ là ui màu đẹp thế nhở, nhưng mà thật ra những cái màu đẹp như thế làm cái tóc của mình nó dễ rụng hơn này, nói chung nó bị khô hơn này. Và bây giờ các bạn sờ tóc của các bạn đi, các bạn sẽ thấy bóng mượt, sờ rất là thích không. Nhưng chắc là nếu mà các bạn nhuộm vào thì nó sẽ bị khô luôn lắm luôn á. Trời đất ơi, cái lúc đấy là anh nhân viên anh ấy vào, họ bảo là tóc này chắc là đẹp rồi nè. Trời ơi, đừng chắc anh ơi, đừng chắc với em không muốn chắc đẹp đâu, em muốn chắc chắn cơ, đừng nói những điều có thể như thế. Và đây, đây là tóc của Camui khi mà mới gội xong nè, tức là kiểu mới xả tất cả mọi thứ ra. Và lúc này là anh ấy đang tạo kiểu tóc cho Camui để làm sao nhìn mới đi nhuộm xong nhìn nó ưng ý một xíu. Lúc này tóc hình như vẫn còn ướt thì phải. Đó, và thật ra nãy giờ Camui hình như vẫn chưa nói đến cái việc là tay của anh nhân viên nhìn rất là đẹp không mọi người. Đó, và lúc khúc này thì Sami, em tôi đấy mọi người, em tôi ăn một cách ngon lành. Đó, các bạn thấy sự ngon lành đấy không? Vừa tại còn biết là sao, thật ra là Sami cũng có buồn ngủ nữa, nên là nhìn mặt nó hơi lờ mà lại còn đói thì lại phải ăn đúng không mọi người, nhưng mà ngủ gục thì đâu có ngủ gục nổi đâu. Đó, đây là Sami hỏi người bên cạnh, hình như là Siro vẫn đang ngồi ghế đấy thì phải, hỏi Siro là anh ăn không. Đó, nhưng mà hình như cũng có hỏi Camui, nhưng mà Camui không, bảo là Camui không ăn. Và sau đó thì Sami cập Camui, đố bạn nào biết Sami đang ăn cái gì luôn. Ten ten ten.
đến lúc Camui mê trai hiện nguyên hình. Thật sự luôn đó mọi người, Camui thấy luôn cái cánh tay, cái bàn tay của cái anh nhân viên, trời ơi đẹp thật sự luôn đó mọi người. Lúc nãy là Sammy và Camui cười siro ngủ gục khi mà làm tóc đúng không mọi người, thì đây là kết quả đây mọi người, đây là em của tôi đó mọi người, em tôi cũng ngủ gục đâu có kém gì mấy đâu. Cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười, nhưng mà Camui thì không nha, tại vì Camui thế nào ta, thật sự luôn á, Camui cũng có buồn ngủ chứ, nhưng mà Camui không ngủ được, không nhắm mắt mà ngủ được như mọi người luôn á, sao mà mọi người ngủ ngồi xịn dữ vậy ta. Còn lúc này là tóc của Camui xong rồi nè, ten, xong rồi. Còn bên kia là tóc của Sammy thì bây giờ mới trải màu à. Còn hello Silo đang giơ hai với cả mọi người đó mọi người, hello, cái đồ vô ý thức. Trời đất ơi, có bạn nào thấy tóc của Camui đẹp thì các bạn hãy bình luận xuống phía dưới thích màu cam giống Camui nha. Đây là tóc tẩy đó mọi người. Còn bên này là tóc của Phong, thì tóc của Phong không tẩy tại vì Phong tẩy từ trước rồi và bây giờ thì Phong chỉ việc đẩy vào thôi. Còn tóc của Kairon thì đấy là một sự sai lầm rất là lớn đó mọi người. Giống như các bạn thấy ở ngay đầu video thôi là tóc của Kairon là cái màu tóc gì. Đây là Kairon quyết định là đi nhuộm lại mọi người ạ. Và đây khi mà tóc tẩy đúng không mọi người, để có thể lên được màu như của bên Phong á thì phải tẩy như thế này. Trời, Camui thề làm Camui nhớ liên tưởng đến những cái vị thẩm phán mà ngày xưa, không phải ngày xưa mà là bên châu Âu á, và sau đó Camui còn trêu Kairon là đấy, hero cũng phải gọi tao vào ông ngoại, thì trời ơi đây là thành ông ngoại Kairon thật luôn nha mọi người. Trời ơi nhìn hay thật sự luôn á. Nhưng mà tóc của Camui thì không phải như thế này mọi người ạ, tại vì Camui tẩy từ trước rồi nên là Camui chỉ nhuộm đè vào thôi, chứ còn nếu mà Camui phải nhuộm chờ lâu này cũng mệt lắm. Và đây là tóc của Sammy khi mà đã được trải gì ta, đã được trải màu rồi này, và bây giờ chỉ cần chờ màu nó nhấm vào tóc thôi là xong. Và trời ơi, nhưng mà thề luôn mọi người, nhìn được tết này, nhìn thích thật sự luôn mọi người. Còn bên này thì Siro vẫn chưa xong mọi người ạ. Trời ơi, thề luôn đó mọi người, Siro làm trước, nhưng mà vì cái sự tỉ mỉ của anh làm tóc đó mọi người, nên là Siro làm lâu nhất luôn đó mọi người. Còn bên này thì Sammy đã gần xong rồi này, còn bên này là Phong cận cũng đã xong rồi, còn bên kia là Timmy đang ngồi chờ. Hello hi. Nhìn mặt Phong kiểu chờ lâu quá chị ơi, lâu quá. Ok, và Camui cũng thấy khá là lâu rồi. Sau đó thì Camui có đi mua bánh mì cho mọi người ăn. Còn bên kia là Siro này, đó Siro vẫn chưa xong, và đây là lúc mà khá là muộn rồi, và Camui bảo mọi người cứ về trước đi, Camui chờ Siro thôi là cũng được đó. Và bây giờ còn Camui và Siro. À khoan đã, hình như cái video này chưa có sản phẩm tóc của tất cả mọi người đúng không? Nhưng mà thôi không sao, đoạn cuối là cũng có gần đủ rồi, chỉ trừ Siro thôi. Và video làm tóc đến mòn mông của Camui đến đây là kết thúc rồi nè. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe, và đừng quên giờ chưa để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên ủng hộ hết rồi tí mọi mình nữa. Và video Camui đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn những lần sau. Bye bye, rất là nhiều. Bye bye.